Joy FM 98,9 MHz vì sức khỏe người Việt. Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam, được Bộ Y tế bảo trợ thông tin. Cập nhật tin tức liên tục, tư vấn chỉ dẫn thiết thực. Đặc biệt là các chương trình tương tác trực tiếp của thính giả với các thầy thuốc nổi tiếng là các giáo sư bác sĩ chuyên khoa đầu ngành. Các chương trình tương tác trực tiếp được ghi hình đồng thời trên kênh truyền hình HITV. Joy FM 98,9 MHz vì sức khỏe người Việt.